em, hôm nay thầy tiếp tục sửa cho các em để đánh giá năng lực ôn vào thi vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các em qua câu đầu tiên. Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng nửa năng lượng nghĩ của nó, thì electron này chuyển động với tốc độ bằng. Đề cho 4 đáp án. Như vậy thì để làm kiến bài này thì chúng ta cần phải lưu ý về kiến thức. Một hạt mà đang đứng yên có khối lượng nghĩ là M0 thì sẽ có năng lượng nghĩ E0 bằng M0 C bình. Năng lượng toàn phần là E là bằng M nhỏ C bình. M nhỏ là khối lượng động, là khối lượng của hạt khi mà chuyển động với tốc độ sắp xỉ tốc độ ánh sáng. Năng lượng toàn phần E này được xác định là bằng cái năng lượng nghĩ cộng với động năng. Như vậy thì trong đề cho là động năng bằng một nửa năng lượng nghĩ. Như vậy thì từ cái mối quan hệ của động năng bằng nửa năng lượng nghĩ, ta sẽ tìm mối quan hệ của năng lượng toàn phần theo năng lượng nghĩ. Và từ cái mối quan hệ giữa khối lượng động và khối lượng nghĩ, các em sẽ tính được cái vận tốc V. Mời các em theo dõi. Ta có đó là động năng thì bằng năng lượng toàn phần E trừ cho năng lượng nghĩ E0, và giả thiết là bằng 1 phần 2 E0. Từ đó em có thể tính được rằng năng lượng toàn phần E là bằng 1,5 E0, và em sẽ rút ra được là M bằng 1,5 M0. Ta sử dụng công thức là khối lượng động M là bằng M0 chia cho căn của 1 trừ V bình chia C bình. Và từ đây ta rút ra được V bằng C nhân căn của 1 trừ mở ngoặc M0 chia M tất cả bình. Các em thay số và các em tính được là sắp xỉ 2,24 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Vì vậy chúng ta chọn đáp án là A. Hãy mời các em qua câu tiếp theo. Chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp đến một lăng kính và hướng chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính trên một màn M. Trên màn ta thấy một dải màu như cầu vồng và bị lệch phía. Ta đề cho 4 phương án. Phương án A là lệch về phía đỉnh của lăng kính. Chùm màu đỏ bị lệch ít nhất và chùm màu tím bị lệch nhiều nhất. Phương án B là lệch về phía đỉnh của lăng kính. Chùm màu tím bị lệch ít nhất và chùm màu đỏ bị lệch nhiều nhất. Phương án C là lệch về phía đáy lăng kính. Chùm màu đỏ bị lệch ít nhất và chùm màu tím bị lệch nhiều nhất. Phương án D là lệch về phía đáy lăng kính. Chùm màu đỏ bị lệch nhiều nhất và chùm màu tím bị lệch ít nhất. Để làm được câu này thì các em cần phải nhắc lại về kiến thức đầu tiên, đó là ánh sáng trắng. Thì ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu liên tục từ đỏ đến tím. Như vậy thì lăng kính khi mà có chùm ánh sáng phức tạp đi qua, nó sẽ tách các cái màu đơn sắc ra theo những phương khác nhau. Vì vậy chúng ta thấy cái hình ảnh thu được trên màn nó là một cái dải màu. Đối với ánh sáng trắng thì cái dải màu đó gọi là dải màu cầu vồng, gồm các cái màu chính đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Vậy thì để chọn được phương án nào thì chúng ta cần phải lưu ý là các cái tia ló ra khỏi lăng kính luôn lệch về phía mặt đáy của lăng kính. Ở đây thì đề đã cho là lệch về đỉnh hoặc lệch về đáy, ta loại đi đáp án A và B. Vậy thì giữa màu đỏ và màu tím thì màu nào lệch nhiều hơn thì chúng ta có thể quan sát vào thí nghiệm. Đó là nếu chúng ta có một chùm ánh sáng trắng tới chiếu vào lăng kính thì đây chính là phương kéo dài của tia tới. Đây là phương của màu đỏ và đây là phương của màu tím. Thì so với phương của tia tới thì ta thấy là phương của tia màu tím này nó lệch nhiều hơn màu đỏ. Thì đây là thí nghiệm mà Newton đã thực hiện. Để giải thích điều này thì chúng ta có thể dựa trên cái kiến thức đó là gì? Lăng kính này sẽ có chiết xuất khác nhau đối với mỗi màu. Bước sóng càng dài ứng với màu đỏ thì sẽ có chiết xuất càng nhỏ đối với lăng kính. Cái góc lệch D được xác định bằng công thức D bằng A nhân N trừ 1. Trong đó N là chiết xuất tuyệt đối của lăng kính đối với mỗi màu. Và màu tím thì có chiết xuất là lớn hơn màu đỏ, nên cái góc lệch D của màu tím thì lớn hơn góc lệch D của màu đỏ. Và đó là lý do tại sao mà sau khi đi qua lăng kính thì cái màu tím này nó lệch nhiều hơn so với màu đỏ. Và chú ý cái góc lệch của màu tím là góc này, góc lệch của màu đỏ là góc này. Các em. Vì vậy ở câu này chúng ta chọn là câu C. Mời các em qua câu tiếp theo. Cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 mét trên giây và tốc độ ánh sáng trong không khí thì sắp xỉ là 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Một người nhận thấy rằng từ lúc thấy tia chớp lóe lên đến lúc nghe tiếng sấm
là khoảng 1 phút. Tia chớp xuất hiện cách người đó, đề cho 4 phương án. Để làm câu này thì chúng ta hình dung thế này. Thông thường vào những cái đợt mà mưa dông thì chúng ta nếu mà nhìn thấy được có một cái chớp do cái sét đánh giữa hai cái đám mây hoặc đám mây và mặt đất, thì đầu tiên chúng ta thấy một cái chớp từ cái đám mây đó nó chiếu tới mắt. Thì từ cái thời điểm thấy đó thì ta sẽ thấy là có một cái chùm sáng đi từ đám mây đến trái đất với cái tốc độ là C bằng 3 × 10^8 m/s, xem như tốc độ gần như trong chân không. Như vậy cái thời gian để cho cái ánh sáng đó nó tới mắt của mình thì ta lấy cái khoảng cách giữa đám mây đến mắt chia cho cái tốc độ ánh sáng truyền trong chân không, trong không khí. Cái thứ hai là khi mà có cái sét thì nó sẽ tạo ra một cái âm thanh, ta gọi là tiếng sấm. Thì cái tiếng sấm này nó sẽ truyền trong không khí và đến tai người với cái tốc độ V trong không khí là 340 m/s. Như vậy cái thời gian truyền của âm thanh sẽ được lấy là cái khoảng cách từ đám mây đến mắt chia cho cái tốc độ truyền của âm thanh. Và hai cái thời gian này nó chênh lệch nhau là 1 phút, nghĩa là 60 giây. Như vậy thì trong trường hợp này các em chỉ cần lấy hai cái thời gian đó em trừ nhau và chú ý rằng ánh sáng đi nhanh hơn nên thời gian truyền nhỏ hơn. Ta lấy cái thời gian truyền của sóng âm, ta trừ cho thời gian truyền của ánh sáng thì nó sẽ ra là 60 giây. Vậy thì mời các em theo dõi. Như vậy thì T chính là cái thời gian mà mắt thấy được giữa hai lần. Đầu tiên là nhìn thấy được cái ánh sáng và cái thời gian của sóng âm truyền tới tai người. Thì ta sẽ lấy là S chia cho V của sóng âm trừ cho S chia cho V của ánh sáng. Và ta thay số thì chúng ta sẽ rút ra được S chính là cái khoảng cách từ đám mây cho đến người quan sát đó. Thì ta thay số vào đây và ta tính được đáp số là 20.400 m, nghĩa là 20.4 km. Vì vậy ta chọn đáp án là câu A. Mời các em qua câu tiếp theo. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của dòng điện không đổi khi lần lượt cho hai dòng điện trên đi qua cùng. Câu A là qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trên R bởi hai dòng điện là như nhau. Câu B là đi qua cùng một bóng đèn thì độ sáng bóng đèn là như nhau. Phương án C là đi qua bình điện phân trong cùng thời gian thì thu được ở cathode cùng một khối lượng chất. Câu D là đi qua cùng một cuộn cảm thì cảm ứng từ bên trong cuộn cảm là như nhau. Để làm câu này thì chúng ta lưu ý rằng cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là một cái kiến thức mà chúng ta được sử dụng trong cái bài đầu tiên liên quan đến dòng đại cương về dòng điện xoay chiều. Thì trong đó người ta so sánh bằng cách là cho cái cường độ dòng điện xoay chiều và một cái dòng điện không đổi, nó đi qua cùng một điện trở và cho nó tỏa trong cùng một cái giá trị công suất như nhau. Thì như vậy từ đó người ta mới so sánh rằng cái giá trị hiệu dụng của cái dòng điện xoay chiều trong tác dụng tỏa nhiệt này nó bằng với cái cường độ dòng điện không đổi. Và đây chính là cái định nghĩa trong sách giáo khoa. Đó chính là cái phương án A. Vì vậy ta chọn đáp án A. Rồi, mời các em qua câu tiếp theo. Các tế bào ung thư dễ bị tổn thương dưới tác dụng của tia X hoặc tia gamma hơn các tế bào khỏe mạnh. Mặc dù ngày nay đã có các máy gia tốc tuyến tính để thay thế, nhưng trước kia nguồn tiêu chuẩn để điều trị là coban, phóng xạ coban 60. Đồng vị này phân rã beta và biến thành niken 60 ở trạng thái kích thích và vẫn nằm trong khối chất. Niken 60 ngay sau đó trở về trạng thái cơ bản và phát ra hai photon gamma. Mỗi photon có năng lượng sấp xỉ 1,2 mev. Biết rằng chu kỳ bán rã của coban là 5,27 năm. Ta qua cái câu hỏi đầu tiên. Nhận định nào sau đây là đúng về tia gamma? Phương án A là chùm hạt nhân có bước sóng ngắn hơn tia X. Phương án B là được phát ra khi nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản. Phương án C là đi xa hơn tia beta khi truyền trong không khí. Và phương án D là mang điện tích và dùng để điều trị ung thư. Như vậy, khi nói về tia gamma thì chúng ta cần phải lưu ý
là tia gamma nó là một cái sóng điện từ và nó có bước sóng ngắn hơn tia X. Tia gamma này vì bước sóng ngắn nên nó sẽ thể hiện tính chất hạt, đó chính là photon, nghĩa là mang năng lượng. Và ta lưu ý dùm cho thầy là cái tia gamma này nó là sóng điện từ nên nó không có mang điện tích. Vì vậy ở trong câu A chúng ta thấy là định nghĩa tia gamma là chùm hạt nhân là sai. Ở câu B thì để phát ra được tia gamma thì đó là do cái cấu trúc bên trong của hạt nhân nó chuyển trạng thái, chứ không phải là do cái nguyên tử, là do electron chuyển mức từ năng lượng cao về cái mức năng lượng bên trong. Ở câu D thì ta thấy rằng gamma không mang điện. Vì vậy ở đây đáp án đúng chính là câu C. Thì chúng ta lưu ý rằng trong lý thuyết thì cái nội dung của phần này nó nằm trong cái bài tia phóng xạ để chúng ta so sánh về các cái tia alpha, beta và gamma. Trong đó beta thì có hai loại, đó là beta cộng, positron, và beta trừ, electron. Thì các cái tia này nó truyền khoảng vài trăm mét ở trong không khí. Còn gamma thì gần như là đâm xuyên rất tốt và đi rất xa trong không khí. Vì vậy trong trường hợp này ta chọn đáp án là câu C. Chúng ta qua cái câu hỏi thứ hai, đó là bước sóng của tia gamma được tạo ra ở trên là, thì đề cho 4 phương án. Để trả lời được câu này thì chúng ta cần phải đọc lại một lần nữa về cái nội dung mà đề cho. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, cái tia gamma là một cái photon có năng lượng sắp xỉ 1,2 MeV. Đây là một cái năng lượng rất là lớn. Vậy thì từ cái năng lượng này chúng ta sẽ phải tính cái bước sóng của cái tia gamma. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng công thức của lượng tử, đó là epsilon sẽ bằng hc chia lambda, trong đó lambda là bước sóng của ánh sáng trong chân không, c là tốc độ ánh sáng trong chân không và h là hằng số Planck. Vậy thì chúng ta sẽ tính như sau. Mời các em theo dõi. Thì từ công thức đó chúng ta có rút ra được là lambda sẽ bằng hc chia epsilon, và ở đây chúng ta lưu ý là hc là hằng số đề cho, còn cái epsilon này là cái ta phải đổi đơn vị ra, thì ta nhân thêm cái đại lượng 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 joule. Lý do là bởi vì cái mega là 10 mũ 6 và cái electron á là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, nên là mega electron volt thì ta ghi lại là 1,6 nhân 10 mũ trừ 13. Và các em có thể tính ra được là 1,035 nhân 10 mũ trừ 12 m, thì 10 mũ trừ 12 m này người ta gọi là picomet. Và ta chọn đáp án là câu B. Thầy mời các em qua câu tiếp theo. Các tế bào ung thư dễ bị tổn thương dưới tác dụng của tia X hoặc tia gamma hơn các tế bào khỏe mạnh. Mặc dù ngày nay đã có các máy gia tốc tuyến tính để thay thế, nhưng trước kia nguồn tiêu chuẩn để điều trị là cobalt 60 phóng xạ. Đồng vị này phân rã beta và biến thành niken ở trạng thái kích thích vẫn nằm trong phối chất, và niken sau đó trở về trạng thái cơ bản và phát ra hai photon tia gamma. Mỗi photon có năng lượng sắp xỉ là 1,2 MeV. Biết rằng chu kỳ bán rã của cobalt là 5,27 năm. Sau khi chúng ta đọc qua lại một lần nữa thì chúng ta bắt đầu qua một cái bài toán liên quan đến cái câu hỏi mà chúng ta thấy là còn những giả thiết chưa sử dụng. Giả sử ban đầu ta có một hỗn hợp gồm 1 gram cobalt 60 và 1 gram niken 60. Hỏi sau đó 10,54 năm thì khối lượng của hỗn hợp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? Đề cho 4 phương án. Để làm cái câu này thì chúng ta cần phải đọc kỹ đề. Và nếu chúng ta không đọc kỹ đề thì chúng ta thấy rằng phương án nào của đề cũng có yếu tố đánh lừa chúng ta cả. Nếu như chúng ta đọc kỹ đề, chúng ta sẽ thấy rằng câu hỏi của đề là tìm khối lượng hỗn hợp, chính là khối lượng của cobalt còn lại và khối lượng của niken tổng cộng, gồm có cái ban đầu và cái mới tạo thành. Trong trường hợp này thì chúng ta để ý ban đầu khối lượng của hỗn hợp là 2 gram. Vấn đề đặt ra là ta sẽ nghĩ đến một cái hướng, chính là tìm khối lượng còn lại cobalt cộng với cái khối lượng niken mới tạo thành và niken ban đầu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn chút xíu nữa thì chúng ta thấy rằng thời gian đang xét là t nhỏ là bằng 2 chu kỳ. Vậy thì khi ta xét 2 chu kỳ thì chúng ta nghĩ đến sau 2 chu kỳ
thì coban còn lại 1/4 và có 1/4 coban đã chuyển qua thành chất mới với khối lượng mới, đó là niken. Như vậy thì sau đó chúng ta sẽ làm tăng mức độ tính toán phức tạp lên. Nhưng nếu bài này chúng ta nhận ra một điều quan trọng, đó là ta viết cái phản ứng coban phóng xạ beta tạo ra niken, thì beta là một cái hạt rất nhẹ, xem như ta có thể bỏ qua về mặt khối lượng so với hai cái hạt nhân coban và niken. Khi đó ta thấy niken và coban có cùng khối lượng với nhau, có nghĩa rằng cứ một cái hạt coban phân rã tạo ra một hạt niken cùng khối lượng với coban. Và trong đề cho mình một cái thông tin chính là niken này được tạo thành cũng nằm ngay trong khối chất. Vậy thì cái khối lượng beta đã bị phóng ra gần như sắp xỉ không đáng kể. Và như vậy chúng ta thấy rằng là sau mỗi lần phóng xạ, niken tạo thành vẫn nằm trong khối chất. Và niken tạo thành này nó cũng có cùng khối lượng với phần coban đã phân rã beta. Nên ta thấy rằng khối lượng hỗn hợp là không thay đổi. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý là khối lượng niken tạo thành bằng khối lượng coban phân rã. Và sau mỗi phản ứng thì cái coban và niken này nó không thay đổi về mặt khối lượng. Và tổng khối lượng của hỗn hợp vẫn là 2 gram. Vì vậy chúng ta chọn là câu A. Rồi, mời các em qua câu tiếp theo. Năm 1909, Rutherford tiến hành thí nghiệm cho dòng tia alpha bắn vào các lá vàng mỏng và đo số hạt alpha bị phản xạ, truyền qua và tán xạ. Ông đã khám phá ra một phần nhỏ các hạt alpha đã bị phản hồi lại. Đến năm 1911, ông đã đưa ra mô hình nguyên tử gồm một hạt nhân mang điện tích dương nhỏ bé trong lõi và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh trên các quỹ đạo khác nhau, và giữa chúng là những khoảng không. Lực tương tác giữa chúng tăng theo định luật Coulomb. Tuân theo định luật Coulomb, mô hình này có thể giải thích thành công các hiện tượng nhiễm điện của các vật. Mô hình này không giải thích được tại sao nguyên tử ở trạng thái bền, electron không bị rơi vào hạt nhân, và vì sao quang phổ vạch thì đặc trưng chất các nguyên tố hóa học có trong nguồn sáng. Đến năm 1913 thì Niels Bohr đã đưa ra mô hình nguyên tử mới để giải thích hai vấn đề trên. Chúng ta đi vào câu hỏi. Nhận định nào sau đây là sai? A. Tương tác giữa hạt alpha bị phản hồi lại khi va chạm với hạt nhân nguyên tử vàng có bản chất là tương tác điện từ. Chúng ta phân tích cái ý này trước. Như vậy thì chúng ta thấy thế này. Khi một hạt alpha được bắn vào cái nguyên tử vàng, vậy thì nếu nguyên tử vàng là một cái khối đồng nhất nha, thì lúc này á, ta lưu ý là trong cái phần giả thiết độc người ta có nói nè, alpha là hạt nhân heli 24 và vàng thì được cấu tạo từ nguyên tử, và cái nguyên tử thì nó sẽ có cái điện tích dương ở bên trong và cái electron quay quanh. Như vậy thì khi mà hai cái hạt điện tích mà tiến lại gần nhau thì nó xuất hiện cái thế năng tương tác tĩnh điện. Ở đây ta lưu ý cái lực điện tương tác giữa chúng chính là cái lực làm cho cái giảm tốc độ của hạt alpha lại. Như vậy thì ở đây trường hợp tương tác giữa hạt alpha và cái hạt nguyên tử vàng thì trong trường hợp này nó chính là tương tác điện, và tương tác điện là một trường hợp của tương tác điện từ. Vì vậy phương án A là một phương án đúng. Chúng ta qua cái câu ý B. Giữa hạt nhân nguyên tử và electron có khoảng không vì thí nghiệm cho thấy rằng hầu hết hạt alpha là xuyên qua nguyên tử vàng. Ta thấy rằng là với cái mô hình của Rutherford thì ông thấy rằng khi ông bắn cái hạt alpha vào nguyên tử vàng, nếu nguyên tử vàng là một khối đặc thì hầu như alpha sẽ bị phản xạ hết và không có thể truyền xuyên qua được vàng. Nhưng ông thấy là hầu như alpha xuyên qua vàng thì có nghĩa rằng cái phân tử vàng này nó phải bị rỗng, và cái rỗng đó chính là cái phần khoảng không giữa cái hạt nhân và các electron quay xung quanh. Và đó là lý do tại sao ông đưa ra được cái mô hình hành tinh nguyên tử của mình. Vì vậy cái B là một phương án đúng. Ta qua phân tích phương án C. Nguyên tử không phải là khối đặc vì chỉ có một phần nhỏ hạt alpha bị phản xạ trở lại. Thì cái ý này thầy đã trình bày giống như chúng ta
đã nói ở ý của câu B. Có nghĩa là chỉ có một phần nhỏ alpha bị phản xở lại, nghĩa là cái hạt nhân nó sẽ có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử. Và chỉ khi nào mà nó tiến lại rất gần hạt nhân, nó va với hạt nhân, thì lúc này nó mới bị đổi phương. Rồi. Vì vậy phương án C vẫn là phương án đúng. Ta phân tích qua phương án D. Giữa tia alpha và lá vàng trong thí nghiệm chỉ có một lực tương tác đẩy, thì ta nói rằng đây chính là lực tương tác điện. Nhưng mà nếu dùng cái từ mà có từ chỉ á, thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta đang xét cụ thể là chỉ có lực đó thôi và không còn lực nào nữa. Thì chúng ta cần nhắc lại một chút xíu, đó là giữa hai hạt mang khối lượng á, thì nó sẽ có một cái lực tương tác giữa chúng, đó chính là lực hấp dẫn. Và lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút giữa hai vật. Và dù cái lực này nó rất là nhỏ nhưng có thể bỏ qua, nhưng mà khi chúng ta nói về lý thuyết thì chúng ta cẩn thận. Như vậy trong trường hợp này là vẫn còn cái lực hấp dẫn tác dụng giữa hai hạt, mặc dù lực này rất nhỏ. Vì vậy ở đây phương án D là phương án sai, ta chọn câu D. Thầy mời các em qua cái câu hỏi tiếp theo. Nhận định nào sau đây là đúng về mẫu nguyên tử bo? Trong nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định, và bán kính các quỹ đạo dần tăng tỷ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Thầy sẽ phân tích câu A trước. Thông thường thì cái ý đầu tiên thì chúng ta đọc, ta thấy rằng đây chính là một cái ý đúng về nguyên tử bo. Ý thứ hai, bán kính quỹ đạo dần tăng tỷ lệ bình phương với các số nguyên liên tiếp, thì thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái công thức sử dụng trong bài tập của Hero, đó là ERN, có nghĩa là bán kính quỹ đạo thứ N là bằng N bình phương nhân R0. Như vậy là bán kính quỹ đạo nó sẽ tỷ lệ với N bình, nghĩa là một cái chỉ số quỹ đạo, trong đó N sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy cái câu này nó dựa trên ý đó để nó phát biểu. Và chúng ta lưu ý rằng cái công thức này là ta đang áp dụng cho bài tập về nguyên tử hydro, trong đó nó chỉ có một hạt nhân là một proton và một electron ở lớp vỏ quay quanh hạt nhân. Như vậy thì ở trong cái phương án A này, nó chỉ đúng đối với hydro chứ không đúng với các nguyên tử khác. Vì vậy nếu nó rơi vào câu hỏi ở lý thuyết, chúng ta phải cẩn thận rằng nó đang xét hydro hay không. Vì vậy A là một đáp án sai vì nó không có xét đối với nguyên tử hydro. Đối với phương án B, thì trong nguyên tử, electron chuyển động xung quanh hạt nhân chỉ chịu tác dụng của lực điện giữa hạt nhân và nguyên tử và electron. Thì ở câu B này cũng vậy luôn, nếu chúng ta xét hydro thì đây là một câu đúng. Nhưng nếu chúng ta nói chung chung cho một nguyên tử bất kỳ, thì chúng ta phải nhớ rằng với một nguyên tử khác, nó sẽ có nhiều proton trong hạt nhân và nó sẽ có nhiều electron trong nguyên tử. Và như vậy một electron thì nó chịu tác dụng của nhiều proton có trong hạt nhân và các electron có trong nguyên tử đó. Điều này nó dẫn đến một điều là cái lực tương tác của proton ở hạt nhân và electron không phải là lực tương tác duy nhất. Vì vậy phương án B là một phương án sai. Thầy phân tích qua phương án tiếp theo. Ở phương án C là năng lượng của nguyên tử được hiểu là động năng của electron khi quay xung quanh hạt nhân. Tại vì chúng ta thường hay làm những bài tập, đó chính là ta xét lực Coulomb giữa proton và electron đóng vai trò lực hướng tâm. Và từ đó ta có thể tính được cái lực Coulomb là bằng M nhân V bình chia R, với R là bán kính quỹ đạo thứ N mà ta đang xét. Từ đó ta tính được vận tốc V của electron và dễ dàng ta tính được động năng electron. Và ta nghĩ ngay năng lượng của nguyên tử chính là năng lượng của các electron khi quay quanh ở dạng động năng. Người ta quên mất rằng là giữa hai hạt mà nó tương tác với nhau thì nó sẽ có một cái thế năng tương tác. Và thế năng tương tác này nó cũng là một dạng năng lượng có trong nguyên tử. Và tổng của hai dạng năng lượng, thứ nhất đó là động năng của electron và thế năng tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân nguyên tử, thì nó mới là cái năng lượng của nguyên tử. Vì vậy phương án C là một phương án sai. Thầy qua phân tích phương án D. Các electron trong nguyên tử chỉ chuyển động trên các trạng thái dừng có năng lượng xác định, thì đây là một câu đúng rồi. Ở trong trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ nên nguyên tử có trạng thái bền. Câu này để giải thích một cái ý đã trình bày trong phần lý thuyết ở phía trên mà đề mô tả. Thì nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng đây chính là nội dung tiên đề 1
của chàng Thái Dừng. Tiên đề 1 thì nó có hai ý, nhưng ở đây là cái phát biểu đầu tiên để nhận xét về cái tiên đề về chàng Thái Dừng. Và vì vậy câu D là một đáp án đúng. Ta chọn đáp án là của D. Rồi, mời các em qua cái câu hỏi tiếp theo. Chiếu chùm sáng đơn sắc vào khí hydro, electron trong nguyên tử hydro hấp thụ năng lượng của photon để nguyên tử chuyển trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích thứ 3. Khi đó khí hydro sẽ phát ra mấy loại bức xạ có thể quan sát được? Đề cho 4 phương án 1, 2, 3 hoặc 4 loại. Để làm câu này thì thường chúng ta cần phải quan tâm lại về cái thuật ngữ đối với nguyên tử hydro. Cái quỹ đạo của electron gần hạt nhân nhất chúng ta gọi là quỹ đạo K, có chỉ số N bằng 1 và gọi là trạng thái cơ bản. Như vậy thì ban đầu nguyên tử ở trạng thái cơ bản nghĩa là quỹ đạo K với chỉ số quỹ đạo N bằng 1. Thứ hai, đó chính là nhảy lên trạng thái kích thích thứ 3. Thì bắt đầu tiếp theo, cái quỹ đạo thứ hai N bằng 2 gọi là quỹ đạo L thì gọi là trạng thái kích thích 1. Như vậy, cứ như vậy ta tính lên thì trạng thái kích thích thứ 3 nó ứng với quỹ đạo N, ứng với chỉ số N nhỏ bằng 4. Và thường những cái này khi chúng ta đọc không kỹ, chúng ta hay nhầm thành N bằng 3. Và đó là lý do chúng ta sẽ dễ bị sai. Đó là phân tích đầu tiên. Rồi, bây giờ phân tích thứ hai là người ta chỉ hỏi mình những bức xạ mà mắt người nhìn thấy được. Vậy thì những bức xạ mà mắt người thấy được đối với nguyên tử hydro thì chúng ta hình dung rằng hydro phát ra bốn vạch, đó là đỏ, lam, chàm, tím, ứng với các sự chuyển vạch từ các mức cao về mức số 2. Bốn vạch đầu tiên khi nhảy về 2 đó là mức 3 về 2, 4 về 2, 5 về 2 và 6 về 2, ứng với bốn màu đỏ, lam, chàm, tím. Và thường chúng ta học trong lý thuyết vậy nên ta hay chọn đáp án D. Đây cũng là một ý mà chúng ta học mà chưa hiểu. Ta lưu ý rằng trong trường hợp này người ta chỉ chuyển mức lên cái quỹ đạo số 4, nghĩa là quỹ đạo kích thích số 3. Thì khi nó nhảy về cái quỹ đạo số 2 thì nó chỉ có hai loại chuyển nhảy về thôi. Có thể là 3 về 2 hoặc 4 về 2. Tại vì nó không thể tồn tại những cái mức cao hơn 5, 6 về 2. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thường hay bị gài ngay trong cái phần lý thuyết, bởi vì chúng ta không nắm rõ về bản chất hiện tượng vật lý. Mời các em cùng theo dõi cái phần sửa của thầy. Thì đầu tiên là thầy sửa lại cho mình, đó là cái trạng thái cơ bản ứng với N bằng 1, quỹ đạo K, và trạng thái kích thích thứ 3 ứng với lại quỹ đạo N lớn với chỉ số N là bằng 4. Rồi khi mà nguyên tử của mình mà đang được chuyển mức này, các cái mức K, L, M, N, ta đang xét 4 vạch đầu tiên, thì nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản hấp thụ photon để nhảy lên cái mức có năng lượng bậc 4, N bằng 4, là gọi là trạng thái kích thích thứ 3. Thì khi nhảy về nó sẽ có nhiều photon nhảy. Ở đây ví dụ nhảy về K thì có thể là L về K, M về K, N về K. Và nhảy về L thì có M, L, N, L. Nhảy về M thì có N về M. Nhưng ở đây người ta chỉ hỏi là thấy được, có nghĩa là phải nhảy về mức L. Thì hai cái vạch đầu tiên mà nhảy về L ở đây chúng ta sẽ xét, đó chính là cái mức M về L và cái mức N về L. Với hai cái mức này nó sẽ ứng với cái màu đỏ và cái màu lam. Vậy thì chúng ta chỉ thấy được hai cái photon nằm trong cái vùng khả kiến thôi, đó là màu đỏ và màu lam. Vì vậy chúng ta chọn đó là đáp án B, hai loại.